Tao kéo con kia. Em Nam Định kính chào quý bà con nha. Chiều nay là chiều thứ bảy quý bà con ha. Thì em về tại trại chăn nuôi của em nha. Về cho mấy con lợn lai rừng của em đó nghe quý bà con. Mà thật là rất là bất ngờ nha. Chiều nay là em quyết định thả những chú heo mà cho choi ấy, nó cho choi cũng được 3 tháng rồi nghe quý bà con. Là em định thả ra ở ngoài vườn ha. Cho không gian nó rộng hơn, ăn uống cho thoải mái hơn quý bà con, đi lại cho thịt săn chắc hơn nghe quý bà con. Rồi nó ăn uống những con trùng đồ có gấu đỏ, những cái thứ ở bên ngoài á, rộng rãi mồi cho đa dạng phong phú hơn, thịt cho nó thơm ngon hơn quý bà con. Nhưng mà rất bất ngờ á, mở cổng thả ra rồi, như hình bà con mình đánh những cái clip bà con, cái clip ban đầu bà con mình đã xem đó, nhưng mà không chịu ra nghe quý bà con. Nó sợ một cái gì đó, và tư tưởng hay là một cái gì đó nghe bà con, không dám ra. Cứ thục thò là em phải hái lá thù đủ. Rồi em phải nhớ những lần là mới thả, là bắt đầu từng con một ngại ngùng ha, gọi là ngại ngùng, sợ sệt một cái gì đó, nó không dám ra. Rồi từng cuối cùng là nó cũng ra ngoài ăn quý bà con ha. Từ sự việc này em cũng liên tưởng tới tới mình á, làm cái gì mới nào mình làm khởi động cái gì á, cũng lo lắng, cũng sợ sệt, cũng đủ thứ chuyện ha, không dám. Rất là sợ một cái gì đó, và cái tư tưởng ha, cho tư tưởng trong mình không biết là phía trước mình là cái gì, hay là một cái gì nó có cản trở rồi gì không, nó có gây hại hay không, nó có thất bại hay là thành công không. Rất nhiều nên nhiều lúc phần lớn chúng ta rất là ngại khi làm một việc gì mới. Mình đang làm việc này rồi mình không dám mạnh dạn để đầu tư hay là làm cái việc gì nó mới, nó khác ngoài những cái việc mà mình được học, được hành, rồi được hướng dẫn làm rồi. Mình nói chung là mình không có một cái bước mạnh dạn bước qua một cái rào nút cái đó để bước ra một cái khác hả. Em qua cái câu chuyện thực tế là em hơi liên tưởng, hơi cập thiến một chút xíu thế thôi. Bây giờ trở lại vấn đề chính đang, giờ em quay cái cảnh bà con mình xem ha, cho bà con mình xem là cảnh em chân lợn á, thả lợn ra ngoài đó, nó lần đầu tiên nó cảm giác bỡ ngỡ, nó chạy nhảy như thế nào bà con. Rồi sau này nó quen lần này thì nó sẽ khi em sẽ thả ra, nó sẽ ung dung, nó đi ăn những thức ăn bên ngoài thôi, bình thường thôi bà con ha. Rồi mời bà con mình xem ha. Đấy, sau lưng em là những chú heo, chú lợn con ha, lai rừng ha, thả ra ngồi nó không dám mạnh dạn đi ra ngoài nha, cứ nó chạy lòng vòng xung quanh cái chuồng thôi, chứ không dám mạnh dạn bước ra ngoài. Nhưng mà rồi thời gian ha, rồi tương lai thời gian là nó sẽ mạnh dạn, nó ra đi ăn từng đám cỏ, rồi từng con côn trùng, rồi nó sẽ mạnh dạn đi xa lần cũng như cuộc sống của người mình vậy bà con ha. Rồi mời bà con mình đón xem ha. Quý bà con, đó giờ hiện tại là hai chú ba chú hiện tại ở chỗ đây là bốn chú nha.
bốn chú ra rồi gặp mấy cái bụi chuối, mấy cây chuối em chặt ra để em bỏ cho nó ăn này, nó ra đây nó gặm chuối này đó, một số em chạy tung tăng đó đi đó. Nói chung nó còn rất nhiều bỡ ngỡ quý bà con, lần đầu tiên nó thả ra bên ngoài rất là bỡ ngỡ, rất là sợ sệt một cái gì đó, cái chạy lóng quắng bên chuồng, các con là chung tọ chuồng rồi không biết sao nữa, nó sợ cái gì đó. Nhưng mà nó ít bữa nữa rồi nó quen được rồi là nó không cần thả đâu bà con, nó xét cần nó leo rào, leo tường, nó chui, nó tìm đường, nó đào lỗ, nó chui ra nó ngồi nó phá, cái quý nó phá dữ lắm. Cái chân cái chân dung móng mà em đổ cho, để chút nữa em qua cho bà con xem, em đổ xi măng rồi mà nó đào nè, bây giờ lót cả gần 20 phân quý bà con. Rồi cây cối em đỡ mấy cây lớn rồi ở trong chuồng mà nó cắn gặm vỏ xung quanh hết, là cuối cùng là em phải lấy lưới bơm mưa mình em bao xung quanh lại bà con. Đó, chút nữa em quay cho bà con mình xem cái cảnh đó nha, rất là phá. Thấy vậy cho nó qua ra được một lần rồi là cứ nó tìm đường nó ra thôi, nó phá dữ lắm, đi khắp xứ luôn á bà con ơi. Đó, giờ hiện tại giờ đi mấy em chưa, để đi dạo dạo ra sang rồi, còn hai em đây là ở lăng quẳng cái khu vực đây đang gặm chuối bà con. Chuối em đi chặt rồi em bỏ cho em đó, rồi em quay cảnh cho mẹ con ăn chuối nữa nè. Cây chuối là bỏ là nó nhai chắc chắc là xong nha bà con. Đó, con heo đen đây là hồi nãy đã ra ngồi rồi này, bây giờ phải chịu nấu chạy tọt cho con heo đen nhỏ này bà con. Đó, con chuối này nè bà con, đã chưa. Rồi em bây giờ em quay cho bà con mình xem cái cảnh nó đào cái chân móng móng lưới rào chuồng như thế nào nhé. Bà con thấy không, cây gốc muông nè bà con, gốc muông này đó, cái muông cây rất to nha. Đó, con nó gặm á, cái gặm thân này đó, cho gió gặm hết xung quanh á. Đây này em phải mua lưới bơm mưa này, lưới mưa em rào lại trong thân nó phá dữ lắm bà con. Còn đây đó bà con thấy không, thấy không, đây là em đổ xi măng là 20 phân á, không ủi chân móng là 20 phân, phá gơ sợ chưa, đào gớm lắm bà con ơi. Còn đây đây cảnh là mấy con heo này đang chuối này bà con, thấy chưa, ăn khỏe chưa, thả cà chuối vô ăn tích tắc cái cỡ 15 phút à, pha nát cà chuối à. Còn đây nha, còn đây là những chú heo nó ra ngồi đây này đó, nó ăn chung với gà này bà con. Hồi nãy là 3-4 con kia là nó ăn chuối bên kia, còn mấy con này ra ngồi nó ăn phía mạng đây đó đó đây. Ồ. Đó, đây là mấy con nó đây. Nói chung lần đầu tiên nó ra khỏi chuồng là rất bỡ ngỡ nha quý bà con, chúng nó ra được một lần hai lần đầu sau là cứ nó tìm đường ra nó phá dữ lắm mà con ơi. Đó, đây nó ăn gì đây, ăn đốt trò trấu này, ăn trò trấu này. Đó, ăn chung với gà luôn không. Rồi cuối cùng em chúc với bà con mình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chào tạm biệt, và bà con mình nếu quan tâm tới kênh YouTube Nam Bình Định thì nhớ nhấn like em, tặng cho em một like, chia sẻ video em, và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của bà con. Và nếu bà con mình quan tâm hơn nữa thì có thể nhấn góp ý phần comment của video em để cho kênh ngày càng phát triển hơn, phục vụ cho quý bà con mình tốt hơn ha. Rồi chào tạm biệt.